Rồi, hôm nay lớp chúng mình sẽ tiếp tục đi vào cái chương 4. Chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ nhớ đệm hay gọi là cache memory. Thế thì trước khi tìm hiểu về bộ nhớ đệm thì chúng ta tìm hiểu một vài cái đặc điểm của hệ thống nhớ trong máy tính. Thì chúng ta nhìn ở đây, chúng ta sẽ thấy là có các cái phần của hệ thống nhớ như là đây là một vài các đặc điểm chính này. Thì đặc điểm thứ nhất đó là về location. Location thì chúng ta nhìn thấy là có bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Đấy, bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Được gọi là internal memory và external memory. Thì bộ nhớ trong của chúng ta thì có các cái thanh ghi. Đấy. Có bộ nhớ đệm gọi là cache. Cache. Và có bộ nhớ chính là main memory. Đấy. Và thậm chí còn có cả ROM nữa. ROM. Bộ nhớ ngoài của chúng ta thì có đĩa quang, đĩa từ, băng từ, rồi là ổ HDD, ổ SSD của chúng ta, USB, thẻ nhớ, rồi đĩa mềm, rất là nhiều. Đặc điểm chính thứ hai đó là cái về cái dung lượng. Này, capacity thì chúng ta có hai cái đơn vị đo. Đấy, là watt và byte. Chính vì thế mà dung lượng có thể tính bằng số watt hoặc số byte. Thì thường các cái bộ nhớ ngoài như là optical hay là magnetic disk, thậm chí là kể cả main memory cũng tính bằng byte, nhưng mà thanh ghi thì nó thường tính bằng watt. Đơn vị truyền cũng thế. Đấy, nó cũng tính theo đơn vị là block hoặc watt. Thì block ở đây là block là một khối của byte. Còn về watt thì thường là có thể tính theo đơn vị là một watt bằng 2 byte. Ngoài ra còn một cái đặc điểm nữa chúng ta lưu ý đó là cái phương thức truy cập. Thì nó có mấy loại. Một là tuần tự sequential, hai là direct, ba là random và bốn là associative. Thì cái phương thức tuần tự bây giờ ít dùng rồi. Trước đây người ta sử dụng cho các cái thiết bị nhớ như là băng từ đấy, hay là các cái đĩa mềm. Bây giờ thì chúng ta gần như không thấy. Direct thì như là ổ HDD đấy, các cái đĩa từ đấy. Rồi là đĩa quang đấy, direct. Thế còn random là thường là trên RAM, RAM là truy cập từ random. Và associative là thường là được sử dụng ở trên thanh ghi hay hoặc là trên cái bộ nhớ đệm. Đó. Cái đặc điểm chính tiếp theo đó là về cái performance. Thì performance thì thường tính theo cái thời gian truy cập, cái cycle time, rồi là cái transfer rate, thì thời gian truy cập là thường là muốn nói đến là cái thời gian mà từ một cái vị trí hiện tại chúng ta có thể đến được cái vị trí của ổ nhớ và đọc được dữ liệu ra, đấy là thời gian truy cập. Ví dụ như ổ HDD của chúng ta thì nó là một cái ổ đĩa mà nó để đọc được một ổ nhớ thì nó cần phải di chuyển đầu đọc cũng như là đĩa phải quay vòng. Thì thời gian truy cập của nó tính là bằng cái thời gian mà đầu đọc di chuyển cũng như là cái thời gian mà đĩa nó quay vào để có thể đến được ổ nhớ. Đấy, rồi là cái cycle time hay là transfer rate thì tí nữa chúng ta sẽ xem nó mô tả thêm một chút chi tiết. Cái đặc điểm thứ 6 chúng ta lưu ý là cái tính chất vật lý. Thì đây là thường là muốn nói đến cái chất liệu tạo lên cái thiết bị nhớ, như là chất bán dẫn, semiconductor, magnetic tức là từ, optical là quang. Thì hiện nay thì những cái chất liệu như là quang hay là từ dần dần là nó đang ít dùng hoặc là biến mất. Còn lại chúng ta có rất nhiều các cái thiết bị nhớ đó là cái bán dẫn. Thì thường là các thiết bị nhớ của chúng ta như là USB hay là thẻ nhớ hay là ổ SSD bây giờ là dùng semiconductor. Tạo lên các cái transistor ở trên nó và tạo ra các cái thiết bị nhớ thông qua cái bán dẫn đó. Đặc điểm thứ bảy đó là cái tính chất vật lý của nó, đó là cái flatter và non-flatter. Thì cái flatter có nghĩa là gì? Là các cái thiết bị nhớ của chúng ta đấy, mà nó sẽ lưu trữ khi mà được cung cấp nguồn điện. Đấy. Còn nếu như mà mất điện là
là nó không lưu trữ được. Đấy. Còn non-volatile có nghĩa là dữ liệu của chúng ta nó sẽ tồn tại ngay cả khi mất điện. Erasable là muốn nói đến các thiết bị lưu trữ mà có thể xóa được để ghi lại, đấy, có thể xóa được để ghi lại. Còn non-erasable là những thiết bị không xóa được. Thì các thiết bị không xóa được như là ROM hay CD-ROM và đĩa CD-ROM, đĩa quang ấy, chúng ta ghi một lần xong chúng ta dùng và không xóa được. Đấy, còn đĩa DVD, một số đĩa thì có thể xóa được. Đó. Đấy, thì chúng ta lưu ý cái đó. À, đặc điểm thứ 8 là cái cách tổ chức các cái module, module nhớ. Đấy. Thì đấy là một vài những cái đặc điểm, một vài những cái đặc điểm mà chúng ta thấy, chúng ta nhận diện khi mà chúng ta nhắc đến các cái đặc điểm chính của hệ thống nhớ. Đấy, thì các bạn nhìn vào đây các bạn có thấy hiểu không, và có những cái câu hỏi gì về về các cái đặc điểm này không? Đó. Thấy chưa? Thì chúng ta quan tâm đến các cái đặc điểm vật lý này, đơn vị này, rồi vị trí này, rồi tốc độ này, đấy, rồi tổ chức này, rồi là cách thức truy cập. Đấy, mỗi một loại đấy, thì nó có những cái đặc điểm riêng. Đấy, thì chúng ta thấy là hệ thống nhớ của chúng ta bây giờ rất là đa dạng. Đấy, các bạn ra ngoài các bạn có thể mua được USB, mua được memo, thẻ nhớ. Đấy, rồi là bộ nhớ trong của chúng ta. Đấy, truy cập bây giờ rất là nhanh. Đấy, trên là máy tính của các bạn bây giờ gần như là có khi là chả dùng đến đĩa quang nữa. Đấy, máy tính các bạn mua bây giờ không có đĩa quang, đúng không? Đấy, chúng ta chỉ có mua luôn ổ SSD, thậm chí không mua ổ HDD. HDD chậm. Đấy, dùng SSD nhanh hơn. Đấy. Đĩa quang thì mất rồi, điện đĩa mềm thì đương nhiên là không thấy còn rồi. Đó. Đến cái băng băng cassette hay băng từ bây giờ các bạn cũng có khi cũng chẳng nhớ, chẳng biết, đúng không? Bởi vì là ở cái tuổi của các bạn là cái băng từ, cái đĩa từ là nó cũng cũng đã qua rồi. Đấy, và nhiều bạn là không không biết đến băng từ hay là đĩa từ nữa. Đó. Đấy, thì chúng ta thấy là gì? Cái hệ thống nhớ của chúng ta đấy, nó rất là đa dạng nhé. Đấy, rất là đa dạng. Đấy, thì các bạn nhớ nhé, đây là những cái đặc điểm mà chúng ta có thể sử dụng nó để khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta mua các thiết bị nhớ, chúng ta nhận diện, chúng ta hiểu về nó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết. Thì chi tiết hơn ở đây. Đấy, chúng ta xem đấy, thầy vừa giải thích rồi về cái location, về capacity, về unit of transfer. Đấy, unit of transfer. Rồi là về các cái phương thức truy cập. Đấy, phương thức truy cập. Đấy, đến các cái đơn vị của dữ liệu. Tuần tự, trực tiếp, ngẫu nhiên và kết hợp. Rồi là ba cái tham số mà chúng ta sử dụng để tính toán cái capacity cũng như là cái performance của hệ thống. Nó gồm có access time này. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy access time ở đây là nó muốn nói đến cái thời gian để thực hiện đọc ghi. Đấy, mà chúng ta hoàn thành cái một cái việc đọc ghi. Đấy. Rồi là cái memory cycle time thì nó là bằng access time cộng thêm đấy, plus với lại bất kỳ cái thời gian nào mà cần thiết đấy, trước khi có thể truy cập. Đấy. Thì cái thời gian thêm này sẽ được bổ sung nhé, bổ sung vào. À, rồi là cái transfer rate. Đấy, thì nó muốn nói đến cái dữ liệu có thể transfer in out với memory, tức là truyền vào rồi truyền ra, và nó được tính bằng 1 trên cycle time. Đấy, 1 trên cycle time. Đấy, thì đấy là cái mấy cái tham số
chúng ta sử dụng đấy, cho cái việc là tính toán cái performance của hệ thống nhớ, của hệ thống nhớ. Tiếp theo là chúng ta đi nhìn vào đây, có nó có một cái memory hierarchy. Thì chúng ta nhìn vào cái tháp này, chúng ta nhìn từ trên xuống dưới, là muốn nói đến là cái dung lượng của nó thì tăng dần. Đấy. Còn từ dưới lên trên thì là cái tốc độ, cái performance của nó tăng dần. Ở trên cùng là thanh ghi thì cái tốc độ và performance của nó cao nhất, nhưng mà dung lượng của nó thì bé nhất, nên nó cũng đắt nhất. Cache nhỏ đấy, nhưng mà cũng nhanh. Memory thì cũng thế. Và tất cả mấy cái thiết bị nhớ đó thì nó nằm ở inbox, tức là up internal. Còn các cái thiết bị outbox thì chúng ta có magnetic disk này, ổ đĩa cứng này, HDD, SSD, USB, CD-ROM, RAM, DVD, Blu-ray, vân vân. Còn magnetic thì chậm lắm. Bây giờ người ta cũng không dùng. Không như trước đây người ta dùng để lưu trữ khá là nhiều. Bây giờ có thể là người ta vẫn dùng lưu trữ những cái hệ thống trong các cái trung tâm dữ liệu lớn. Rồi, vậy bây giờ chúng ta đi xem vào cache. Cache thì nó có vai trò gì? Thì chúng ta hiểu ở đây cache nó nằm ở giữa CPU và main memory. Đó. Nó có một cái vai trò rất quan trọng. Đấy, vai trò rất quan trọng. Nó là trung chuyển dữ liệu từ main memory sang CPU. Nếu như mà dữ liệu của chúng ta phải đưa từ main memory sang CPU đấy, thì thường nó rất chậm. Nếu như chúng ta có một cái bộ đệm ở giữa thì cái việc là từ main memory lên bộ đệm thì CPU nó không phải lấy trực tiếp từ main memory nữa, mà nó có thể tìm kiếm ở ngay trên cache và đưa lên thanh ghi thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta nhìn ở đây cái đơn vị truyền của nó thì từ cache lên CPU nó lại là dùng word, bởi vì thanh ghi nó dùng word. Từ memory lên cache nó dùng byte, nên nó dùng block. Đấy. Cho nên là chúng ta chú ý là cái này nó phải cần phải có những cái cơ chế mapping. Ở dưới này chúng ta sẽ nhìn thấy là hiện nay các cái máy tính hiện đại của chúng ta thì nó chia cache này thành nhiều tầng. Đấy, chia thành nhiều tầng. Đấy. Chúng ta có level 1, level 2, level 3. Đấy, chia thành rất là nhiều tầng. Đấy, thì cái tầng nào mà gần CPU thì nó nhanh hơn. Đấy, tầng nào mà gần RAM thì nó chậm hơn. Đấy. Và đương nhiên là nhanh hơn thì dung lượng nhỏ hơn. Chứ kết là một là thì thường bao giờ nó chỉ có khoảng mấy chục K, 32K, 64K là cùng. Thế còn kết là hai thì có thể lên tới khoảng 2 mê. Đấy, L3 thì cao hơn, có thể bây giờ lên tới khoảng 12 mê. Nếu tùy từng hệ thống. Tùy từng hệ thống. Đó. Đấy, thì đây là cái vị trí của cache để chúng ta hình dung ra. Rồi, thì để cho chúng ta hiểu rõ hơn thì thầy sẽ sử dụng một cái slide mà thầy chuẩn bị. Đó, thì cái slide này sẽ thể hiện cái cách thức lưu trữ ở trong cache. Thì chúng ta nhớ thêm một điều là tất cả các cái thiết bị nhớ như RAM hay cache thì nó sẽ có phân chia thành nhiều ô nhớ khác nhau. Nhiều ô nhớ khác nhau. Và mỗi một ô nhớ ở đây thì nó mặc định một đơn vị là một byte. Một byte. Đó. Thì chúng ta nhìn thấy cache của chúng ta nó cũng có rất nhiều ô nhớ. RAM cũng thế. RAM cũng thế. Tuy nhiên thì đối với lại RAM hay cache thì lúc này người ta thường hay nhóm một số byte nhất định. Đấy. Vào thành một nhóm. Thì ví dụ như ở trên cache thì chúng ta có thể lấy ra một số byte là mũ 2. Chúng ta có thể nhóm lại thành một nhóm. Và trên cache thì người ta gọi đó là line. Đấy. Thì ví dụ như là ở đây sẽ là cache này sẽ có, ví dụ trong trường hợp này thì nhóm 4 byte vào thì tạo thành một line. À, gọi là line 0. Đấy, 4 byte tiếp theo là line 1. 4 byte tiếp theo là line 1. Thì tương tự trên RAM. Thì trên RAM nó có một cái khái niệm là block. Thì như vậy là gì? Để mapping được giữa cache và RAM. Đấy. Thì người ta đưa ra mỗi một line này thực chất là bằng một block.
Như vậy trên case người ta có 4 byte để làm một line, thì trên RAM chúng ta cũng dùng 4 byte để làm một block. 4 byte để làm một block. Đó. Thế thì ở trên RAM thì thường bao giờ cũng lớn hơn. Ví dụ case chúng ta có thể là chỉ có khoảng 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 2 mê thôi. Đấy. Nhưng mà RAM thì có thể chúng ta có thể lên tới 4 GB, 8 GB. Cho nên là gì, cái số block ở trên RAM thì nó nhiều lắm. Nó nhiều hơn nhiều. Nó gấp bao nhiêu lần lên. Đấy. Nhưng mà số line ở trên kết thì ít lắm. Đó, ít lắm. Đó, nhé. Đấy, thế đấy, ví dụ như ở đây. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy. À, thầy làm một cái ví dụ. Chúng ta có 256 KB. Đấy, 256 KB. Đấy, thì ở trên kết là 256 KB thì nó sẽ ra là 2 mũ 8 nhân 2 mũ 10 byte, thì tương ứng với là 2 mũ 18 byte. Đấy. Tức là có 2 mũ 18 ô nhớ. 2 mũ 18 ô nhớ ở trên cache. Đấy, 2 mũ 18 ô nhớ trên cache. Thế thì giả dụ trong trường hợp này. Đấy. Là thầy lấy một line thì cho bằng là 4 byte. Đấy, một line bằng 4 byte. Thì lúc này chúng ta sẽ có là bao nhiêu line ở trên cache? Bao nhiêu line trên cache? Thì đơn giản thôi. 4 thì bằng 2 mũ 2. 2 mũ 18 chia cho 2 mũ 2, chúng ta ra được 2 mũ 16. Vậy chúng ta có 16 line. À, 2 mũ 16 line. 2 mũ 18 chia 2 mũ 2 bằng 2 mũ 16. Như vậy chúng ta có 2 mũ 16 line. Đó. Rồi. Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục xem xét trên RAM của chúng ta, giả sử là RAM 4 GB. 4 GB. Thì chúng ta sẽ có là 2 mũ 2 nhân 2 mũ 10 M nhân 2 mũ 10K nhân 2 mũ 13. Và như vậy chúng ta sẽ có là 2 mũ 32 byte. Đó. 2 mũ 32 byte. Đó. Thế thì đây, đấy. Thầy sẽ nhân lên cho bạn nhìn này, cho nó dễ. Đó. 2 mũ 32 byte. 2 nhân với 2 mũ 10 nữa. Đấy, tổng bằng 2 mũ 32. Được chưa? 2 mũ 32. Đó, 2 mũ 32. Tiếp theo. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy với 2 mũ 32 byte. Đấy, thế mà line và block là bằng nhau, như vậy là gì? Một block cũng sẽ dùng 4 byte. Đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta có là bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu block? 2 mũ 30 block. Vì 2 mũ 32 chia cho 2 mũ 2 mà. Thì chúng ta có là 30 block. Đó, 30 block. Đấy, thì chúng ta thấy là gì? Số block ở trên RAM thì bao giờ cũng nhiều hơn là số 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 line ở trên case rất là nhiều. Được chưa? Đấy, rồi tiếp theo. Ngoài ra chúng ta nhìn thấy có cái tag ở đây, thì bây giờ chúng thầy sẽ đi vào cái slide tiếp theo để chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tag. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về cách lưu trữ ở trên case và RAM. Thì ở đây thầy đã giải thích lúc nãy rồi. Đấy, ví dụ như trên case, ở đây ví dụ khác nhé. Đấy, thầy vừa làm cái ví dụ khác. Thì đây cái ví dụ nó khác này. Ví dụ 512 thì 2 mũ 19 byte, 2 mũ 8, 8 GB thì 2 mũ 33. Đấy. Thì đối với cache nó cũng gom về về kép ổ nhớ liên tiếp. Đấy, vân vân. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy đây là một số những cái mà thầy giải thích. Đấy, số line. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy số line này nó có 4 bút. Đúng không? Bút 0, 1, 2, 3. Thì 4 này mình sẽ đánh là gì? 00, 101, 10 và 11. Đấy, kiểu như thế. Tức là 2, 2 bit đấy. 2 bit. Đấy. 4, 4 ô, 4 byte là một line. Thì chúng ta hiểu rằng là 2 mũ
À, 4 thì bằng 2 mũ 2, nhưng mà chúng ta cần 2 bit. Cần 2 bit. Đó. À, thì theo cái công thức đó chúng ta cần 2 bit. À, dùng với các bit để đánh địa chỉ ô nhớ trong một line hoặc một block thì ta được công thức là V kép bằng 2 mũ kép. Giả sử kích thước một line bằng một block bằng với kép bằng 2 4 bằng 2 mũ 2. Từ đó suy ra mỗi một line có 4 ô nhớ mà ta cần 2 bit để đánh địa chỉ cho tất cả các ô nhớ trong một line hay trong một block. Đó. Rồi, các bạn hiểu chưa? Thế thì trong quá trình lưu chuyển để thực thi lệnh thì CPU nó sẽ thực thi một cái lệnh nào đó thì nó cần truy xuất vào một ô nhớ ở trên RAM. Đúng không? Khi đó CPU nó sẽ có một cái địa chỉ. Nhưng lúc này nó sẽ không tìm ở trên RAM ngay. Bởi vì chúng ta có cache mà thì nó sẽ tìm ở trên cache. Xem là cái ô nhớ ở trên cache đó đấy, nó đã có sẵn cái dữ liệu mà từ trên RAM nó lên chưa. Đấy. Thì nó xảy ra hai khả năng. Nếu như có rồi thì người ta gọi là cache hit. Tức là dữ liệu mà CPU đang cần làm sẵn trong cache. Do vậy chỉ cần lấy ra là xong rồi. Trường hợp thứ hai xảy ra đó là cache miss. Tức là dữ liệu ô nhớ mà CPU đang cần nó đã không làm sẵn trong cache. Khi đó chúng ta lại phải lấy tìm đến RAM. Và từ RAM chúng ta cần phải chuyển nó vào vào trong cache để CPU có thể làm sao? Có thể đọc được cái dữ liệu đấy. Vậy thì bây giờ đến cái việc là chuyển từ RAM sang cache. Đấy. Thì làm thế nào để chúng ta chuyển được? Đấy. Làm nào chúng ta chuyển được? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang cái phần sau để chúng ta hiểu làm thế nào chúng ta chuyển. Thế thì bây giờ giả sử CPU muốn tìm một cái ô nhớ có địa chỉ là XC gồm n là bit, gồm x bit. Để làm sao nó biết được x bit đang nằm ở đâu trong cache? Tức là cache hit hay vẫn còn nằm ở trong RAM tức là cache miss. Làm sao để chúng ta biết? Đấy. Thứ hai là nếu như xảy ra cache miss tức là dữ liệu chưa có ở trong cache thì bây giờ là nó sẽ phải vào RAM nó lấy. Nhưng khi lấy từ RAM thì nó phải lạc vào đâu ở trên cache, tức là lạc vào cái line nào. Đấy, làm sao biết được cái line nào? Vậy thì để làm được cái việc đó thì người ta có một cái khái niệm là tap. Thì trên sau khi mà nó lạc được từ RAM lên trên cache thì tại cái ô nhớ, tại cái line đấy người ta gắn thêm cái tag vào để người ta biết được rằng là cái ô nhớ này được lấy từ tag nào ở trên RAM để sau này chúng ta check dễ dàng hơn, check dễ dàng hơn. Vì cái lượng ô nhớ trên cache, ô nhớ trên RAM rất là lớn cho nên là buộc chúng ta phải có một cách thức lưu trữ. Và đấy chính là chúng ta dùng tag. Nếu không dùng tag thì có nghĩa là gì? CPU sẽ phải duyệt tất cả những cái ô nhớ trên cache để biết được là dữ liệu đã có trên cache hay chưa. Và khi đó là chúng ta dùng cái thuật toán là vết cạn. Và điều đó nó mất thời gian và làm ảnh hưởng đến performance của hệ thống, làm chậm cái CPU đi. Đúng không? Làm chậm đi rất là nhiều. Đó. Vì vậy chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu một số các cái giải thuật để ánh xạ giữa case và RAM. Thì ở đây chúng ta có ba cái giải thuật: một là ánh xạ trực tiếp direct mapping, hai là ánh xạ liên kết toàn phần gọi là fully associative mapping, và cái thứ ba là ánh xạ liên kết tập hợp hay là set associative mapping. Đấy. Chúng ta cần dùng ba cái đó. Thế thì hôm nay thầy sẽ không giải thích hai cái phần sau, full associative và set associative. Đấy, thì hai cái này các bạn tự đọc. Đấy, nếu các bạn muốn thì sẽ trao đổi lại với thầy. Thì hôm nay thầy sẽ giải thích về cái ánh xạ trực tiếp này thôi. Thì ánh xạ trực tiếp vô cùng đơn giản. Đó là gì? Chúng ta cứ đưa block 0 ở trên RAM vào trong cache thì là cache line 0 ở trên cache. Block 1 đưa vào cache thì chắc chắn đưa vào line 1. Tương tự block M-1 thì đưa vào line M-1. Vậy thì vấn đề ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Như thế này thì có nghĩa là chẳng nhẽ lại cache
và RAM lại bằng nhau, dung lượng bằng nhau, đúng không? Đó, lấy một như này thì dung lượng bằng nhau, mà trên thực tế thì không phải. Trên thực tế thì dung lượng ở trên RAM nó lớn hơn trên case rất rất nhiều. Vậy giả sử số line trong case chỉ là m line, trong khi đó số block trên RAM thì luôn luôn lớn hơn rất là nhiều. Do vậy block thứ m sẽ phải được đưa vào line nào? Đấy. Trên kia có m thôi. Đấy, thì bây giờ để cho các bạn hình dung thì thầy sẽ giải thích kỹ hơn là bằng một cái ví dụ này nhé, bằng cái ví dụ. À, các bạn nhìn đây nhá, thầy giải thích chỗ này. Đó. Rồi. Giả dụ, thầy lấy giả dụ thì con số nó nhỏ thôi. Giả dụ trên kết của chúng ta có 4 line. 4 line. Chúng ta sẽ đánh là số là 0 1 2 3. Đấy nhá. 4 line thì tính từ 0 thì nó sẽ là 0 1 2 3, tức là bằng 4 trừ 1 3 thôi. À, trên RAM đấy, thầy cũng lấy số nó nhỏ thôi. Đấy, là 16 block. Đấy, 16 block này lớn hơn 4 line rồi. Đúng không? Thì cũng đánh số block từ block 0 cho đến block 15. Đấy. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và 15. Đó. Thế thì nhìn vào đây chúng ta thấy nó cũng rất là dễ, đó là block 0 thì đưa vào line 0. Đó, block 0. Đưa vào line 0. Rồi, block 1 chúng ta đưa vào line 1. Đó, đúng không? Thì tương tự như vậy, block 2 đưa vào line 2. Và block 3 thì chúng ta đưa vào line 3. Vậy thì bây giờ thầy hỏi block 4 chúng ta đưa vào đâu? Block 4 đưa vào đâu? Block 4 đưa vào đâu? Thì câu trả lời ở đây của chúng ta là block 4 đưa vào line 0. Thế tại sao lại line 0? Thì cách tính nó đơn giản thôi. Chúng ta lấy 4 block 4 này, 4. Chúng ta chia cho số line của chúng ta là 4. Tức là chia lấy dư. Chia lấy dư chứ. Đấy. Thì chúng ta dùng 4 mod 4 bằng 0. Đấy. 4 này. Đấy. Chia dư là mod này cho 4 này. Đấy. Thì nó sẽ bằng 0. Vậy tương tự block 5 thì chúng ta đưa vào line 1 thì cũng đơn giản. À, 5 1 4 thì dư 1 bằng 1. Đó. Mọi người hiểu chưa? Thì tương tự như vậy chúng ta sẽ có block 6, block 7, block 8, block 9 vân vân. Nó sẽ lấy và chia dư. Đấy, thì chúng ta sẽ có ví dụ như là block 8 thì lại đưa vào line 0. Đấy. Block 12 đưa vào line 0, block 9 thì đưa vào line 1. Kiểu kiểu như thế. Được chưa? Đấy, ví dụ đây, vân vân. Block 13 thì vào line mấy? Line 1, đúng chưa? Rất dễ. Rồi, vậy bây giờ vấn đề là thế này. Như vậy là có sự quay vòng, đúng không? Block 0 thì vào line 0, sau đến block 4 lại quay vòng lại vào line 0, block 8 lại quay vòng vào line 0. Thế thì để cho nó dễ, đấy, thì chúng ta sẽ nhóm, ở bên main memory chúng ta sẽ nhóm cứ cái số block mà nó bằng cái số line. Bên kia có 4 line thì bây giờ chúng ta nhóm 4 block vào là một, chúng ta gọi đó là một cái gọi là tag.
Như vậy là một tag của chúng ta sẽ bằng 4 block. 4 block. Đấy, 1, 2, 3. Tag 1 chúng ta bằng 4, 5, 6. Tag 2 bằng 7, 8, 9, 10. À, đấy, tức là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đấy, và 12, 13, 14, 15. Thế thì mỗi một lần chúng ta load được dữ liệu từ RAM lên thì chúng ta sẽ xác định được là block nào được đưa load lên rồi. Nhưng ở trên kết thì chúng ta sẽ gắn thêm cái tag nữa vào trong cái line. Đấy. Để khi mà chúng ta mapping ấy, chúng ta CPU nó sẽ mapping và nó đọc dữ liệu ở trên cache, thì nó chỉ cần nhìn vào cái tag đấy thì nó đã biết được rằng là gì, là cái dữ liệu ở ô nhớ đấy nó đã có ở trên kết hay chưa, bằng cách so sánh cái tag. Nếu cái tag mà nó đúng với lại cái tag mà CPU đang yêu cầu thì có nghĩa là dữ liệu đang ở trên cache. Còn nếu cái tag mà nó không đúng thì có nghĩa là dữ liệu đang không ở trên cache, thì nó sẽ lại phải lấy cái dữ liệu trên RAM để lạp vào trong cache với cái tag khác. Đấy. Và như vậy nó thay đổi cái tag ở trên cache. Thì cái tag ở đây nó muốn chỉ đến là gì? Là cái ô nhớ nào ở trên RAM đã được load lên trên cache và giúp cho CPU nó xác định được là đã tồn tại trên cache hay chưa tồn tại trên cache, để nó không phải đi tìm kiếm, không phải vết cạn, không phải vết cạn nữa. Đấy, thì mọi người hiểu cái khái niệm về line, về block, về tag chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở đây. Đấy, thầy giải thích, thực ra giải thích rồi đây, giờ xem lại thôi. Đấy, thì suy ra tổng quát đúng không? Gì chắc chắn nó đưa vào line thứ G1M đấy, đúng không? Đấy. Vậy block được đưa vào line đang set và sử dụng trên tag đấy, của line đó để xác định. Vậy thì bây giờ giả sử CPU mà cần truy xuất ô nhớ có địa chỉ x gồm n bit. Nếu bộ nhớ đang sử dụng phương pháp direct mapping thì n bit đó phải được tổ chức như thế nào? Đấy, thì đây câu trả lời bên cạnh đây. Đấy, tức là cái format của nó sẽ là gồm có tag, line và word. Trong đó line và word để cho chúng ta biết là đã block nào. Đấy. Ô nhớ số bao nhiêu? Đấy, ở trên trên bộ nhớ chính. Và nó nằm trong tag nào. Thì từ đó chúng ta biết được à trên cache thì nó sẽ ở tag nào, đưa vào line nào và word thứ bao nhiêu, tức là ô nhớ thứ bao nhiêu. Để word ở đây là chỉ số vị trí ô nhớ, line là chỉ vị trí của một khối đấy, một cái line trên cache. Đấy, còn tag để biết được là nó load từ cái ô nhớ ở cái tag nào trên RAM. Đấy, thì đây là cái cấu tạo của nó, một bên là main memory, một bên là cache. Đấy, và đây các bạn sẽ thấy có tag, line và word. Và cái memory address kia nó cũng có mix và cũng có heap, heap cache và mix cache. Thì để hiểu rõ hơn các bạn nhìn một cái ví dụ cụ thể thầy làm rõ. Thì giả sử chúng ta có một cái địa chỉ do CPU yêu cầu là gồm n bit, tag, line và word. Thì khi này CPU sẽ chỉ cần nhìn vào cái tag này. Từ line này thì CPU sẽ nhìn trong kết là ra được cái line, cái chỗ màu xanh đấy. Word ở đây thì cho biết được à ở trong cái tag đấy thì đọc cái word nào. Đấy. Thì trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy là cái word của chúng ta là đang lấy ở cái word thứ ba này. Thì nó đang có màu hồng. Có màu hồng. Như vậy là gì? Nó sẽ đọc cái dữ liệu màu hồng ra, nhưng mà thực ra chưa cần phải đọc dữ liệu màu hồng mà nó chỉ cần nhìn cái tag kia thôi, nhìn cái tag ở trên line đấy cộng với cái tag mà nó cung cấp ở trên cái n bit kia đấy, thì nó sẽ so sánh hai cái tag này, so sánh hai cái tag này đấy. Nếu như hai cái tag này mà giống nhau thì nó chính là kết hit đấy, kết hit. Thì khi mà kết hit thì nó đọc cái dữ liệu màu hồng ra đấy, tức là nó đọc ở cái word thứ ba.
Còn nếu như mà so sánh cái tag ở trên cái địa chỉ với lại cái tag màu xanh ở trên line kia mà không giống nhau, thì có nghĩa là nó sẽ cần phải đến cái tag ở trên bộ nhớ chính. Đấy, lúc này get meet lấy cái tag ở trên bộ nhớ chính và đưa cái line để lấy cái block. Sau đó load toàn bộ cái block mà có cái ô màu xanh kia kìa. Đấy, hoặc là nó load cái, thường là load cả block đấy. Thì nó load lên đâu? Lên trên cái line ở trên cache, và đồng thời nó lấy cái tag ở trên bộ nhớ chính đấy rồi gắn luôn vào cái line đấy. Đấy, có nghĩa là nó đưa lên cache. Như vậy nếu chưa tồn tại trên cache chúng ta phải load từ RAM lên sẽ chậm hơn, còn nếu tồn tại trên cache rồi chúng ta dùng luôn đó. Thì đấy chính là cái rất là hay, và nó giúp tăng tốc cái tải dữ liệu lên trên CPU để xử lý. Được chưa? Mọi người hiểu chỗ ấy chưa? Rồi, để làm rõ hơn bây giờ chúng ta làm cái bài tập. Thì bài tập ở đây chúng ta thấy là người ta đầu bài này sẽ cho chúng ta một cái bộ nhớ RAM 16 MB, bộ nhớ case là 16 KB line. Đấy, RAM 16 MB này. Bộ nhớ case là 16 KB line này. Và từ đó chúng ta tính toán ra ở đây út út thì cho sẵn là 2 bit, tức là 4 4 ô nhớ 4 byte là một block nhé. Thì tính toán ra thì chúng ta sẽ có cái format là 8 14 2, 8 14 2, thấy chưa? Thế thì cái đầu bài đây của chúng ta là người ta cho một cái địa chỉ ô nhớ dưới dạng hexadecimal, đây là 1111111666666 và bb bb bb, đấy là hexa. Yêu cầu chúng ta là show cái thông tin, tức là chúng ta dùng áp dụng cái format này để chúng ta mapping. Kia là địa chỉ, cái 11111 là địa chỉ trên RAM. Thì bây giờ làm sao chúng ta tìm ra được cái địa chỉ trên cache dựa vào cái format này, ôm tag live word, tức là chúng ta tìm ra cái live tag live và word. Chúng ta tìm ra tag live và word thì đấy chính là cái địa chỉ ở trên cache, địa chỉ ở trên cache mà chúng ta sẽ đưa lên nhé. Thì đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái ý thứ nhất, đó là cái địa chỉ 11111111. Còn các cái địa chỉ sau thì các bạn tự làm nhé, tự làm. Thì lúc này 111 dưới dạng hexa thì với mỗi một cái số này chúng ta sẽ biến thành 4 bit. Ví dụ 1 thành 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001. À, thì đấy là 4 bit nhé. Mỗi một cái sẽ thành 4 bit. Thế thì chúng ta nhìn thấy khi mà chuyển sang bit thì chúng ta thấy là gì? Nó thành ra là 24 bit đúng không? Đấy, vậy các bạn nhìn thấy là 842. 842 thôi chứ không phải 22 nhé, 2 thôi. Đấy, 842. Thì chúng ta thấy là 24 bit. Thế mà đây có 8 tag, 14 line và 2 word. Vậy chúng ta chia ra. Đấy. Lấy 8. Đấy, 8 bit đầu là tag. 20 à 14 bit tiếp theo là line và 2 bit là word. Vậy 8 bit đầu này chúng ta lại đổi nó về hexa. Đấy. Thì có phải thành 11 không? Đó. Tiếp theo là 14 bit còn lại chúng ta lấy ra. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ gom 4 bit như thế nào? Chúng ta đi từ trái sang. Đấy, đi từ trái sang. Thì chúng ta gom bit 4 4 bit bên trái, xong lại 4 bit tiếp theo bên trái, xong lại 4 bit tiếp theo. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy ở cái hình này thấy có chia ra cái màu ở phía sau đấy. Đấy, đúng không? 4 bit này, 4 bit, 4 bit, 4 bit. Thì lúc này chúng ta chuyển ra nó thành là 0, đúng không? Đấy, 4, đấy, 0, 1, 0, 0 là 4, thành 0, 4, 4, 4. Đấy, đấy chính là cái số line ở trên cache. Và cái còn lại thì đấy là cái vị trí của cái ô nhớ. Thì 0, 1 tức là vị trí thứ hai. Vị trí thứ hai vì vị trí 0 và 1. Vậy với địa chỉ 11111 trên RAM chúng ta sẽ đưa lên trên cái địa chỉ 11444441 ở trên cache.
Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ địa chỉ 111 trên RAM chúng ta đưa vào cái ô nhớ thứ hai tại line 4444 ở trên case, và chúng ta gắn thêm cái tag bằng 11 vào trong cái line đó. Thấy chưa? Đó. Mọi người hiểu chưa? Như vậy mọi người hiểu cách cách làm bài này chưa? Đấy. Thế là làm bài này với cái giá trị là 11111. Đó. Đấy thì mọi người hiểu bài này chưa? Dễ không? Dễ thôi. Đấy thì các bạn làm tiếp cho thầy các cái ý sau 666 rồi BBB, hoặc là các bạn có thể dùng bất kỳ một cái địa chỉ nào các bạn đề xuất ra để các bạn làm cho nó quen. Còn cái phần tiếp theo, hai cái giải thuật tiếp theo là ánh xạ liên kết toàn phần. Đấy, thì đây là cái kiến trúc của nó, giữa ánh xạ liên kết tập hợp. Thì yêu cầu các bạn là đọc slide, đọc tài liệu nhé. Nếu như cần thì sau này thầy sẽ tạo thêm cái video sau. Đấy, còn các bạn đọc trước, đọc trước. Thấy chưa? Mọi người đã nắm rõ chưa? Đấy. Đấy, thì các bạn nắm rõ rồi thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Thì cố gắng làm sao làm bài tập và đọc và tìm hiểu rút các cái phần còn lại. Thì sau đó thì chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi thầy. Được chưa? Đấy, thì bây giờ các bạn có hỏi gì không? Hay nếu không hỏi thì chúng ta kết thúc tại đây và các bạn làm tiếp các bài tập cho thầy. Nhá. Ok.